Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 95. Oanh. Những lôi kiếp trên linh hồn ông ta thoáng chốc vỡ tan. Nếu không nhờ kiếm Thanh Huyền trong tay thì đòn tấn công khi nãy đã đủ khiến thần hồn của ông ta vỡ tan rồi. Tam điện chủ kia cũng bị chấn động liên tục lùi lại mấy nghìn trượng, sau khi dừng lại, cô ta nhìn tay phải của mình, tay phải đang trở nên mờ ảo. Mà tất cả mọi người đều chú ý tới điều này. Cô ta là phân thân. Không biết ai đó đột nhiên hô lên. Phân thân. Nghe thấy lời này, nhóm Nhã Uyên đều thay đổi sắc mặt. Phân thân. Mạnh như thế mà còn không phải bản thể. Không chỉ có mấy người bên phía Diệp Quân mà cả Chiêu Võ Đạo Đế cũng hơi khó tin, người phụ nữ này chỉ là một phân thân chứ không phải bản thể. Quan trọng nhất là nếu không vì cô ta bị thương bởi thanh kiếm kia, thì ngay cả ông ta cũng không thể nhìn ra cô ta là phân thân. Nét mặt Chiêu Võ Đạo Đế trở nên hơi nặng nề, ông ta đã đánh giá thấp Tam Điện Chủ ác đạo bí ẩn này rồi. Mà Nhị Điện Chủ ông ta nhìn thấy khi đó, nghĩ đến đây, nét mặt Chiêu Võ Đạo Đế càng nặng nề hơn. Diệp Quân ở cách đó không xa cũng rất bất ngờ, hắn cũng không ngờ Tam Điện Chủ này chỉ là một phân thân. Thực lực của phân thân đã có thể so với Chiêu Võ Đạo Đế kia rồi. Mà lúc này mấy người nhóm Thiên Võ Thế là vui vẻ nhất. Đây thật sự là niềm vui bất ngờ. Bọn họ vốn cứ tưởng Tam Điện Chủ là bản thể, nhưng không ngờ đây cũng chỉ là một phân thân. Phân thân đã mạnh thế này thì bản thể sẽ đáng sợ đến mức nào nữa? Nhóm Thiên Võ Thế và Vu Mã Hình đều nở nụ cười, cuối cùng cũng thấy yên tâm hơn. Kết quả đã có. Hai người đồng loạt nhìn thoáng qua Lệ Minh, khi thấy nét mặt nặng nề của Lệ Minh, hai người đều không khỏi bật cười, trong lòng vô cùng sung sướng. Hai người lại nhìn về phía nét mặt u ám của Lệ Hàn, càng cười không kiêng nể gì hơn. Làm tổ tiên sợ nhất là gì? Đương nhiên là sợ con cháu đời sau xuất hiện một kẻ ngu. Vì một khi có kẻ ngu xuất hiện, gia tộc rất có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Mà Lệ Hàn trước mắt rõ ràng là một tên ngốc nhất trong những tên ngốc. Lúc này, trong người Ung Đế phía xa chợt bộc phát ra một khí thế đáng sợ, bây giờ ông ta đã từ khai đạo đạt đến bán bộ diệt đạo. Sắp đột phá rồi. Lý Toại Phong nhìn chằm chằm Tam Điện Chủ ác đạo kia, mà lúc này, cô ta lại không có hành động gì. Thấy thế, Lý Toại Phong cau mày. Diệp Quân cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Lúc này, Chiêu Võ Đạo Đế kia chậm rãi siết chặt tay phải, đương nhiên ông ta sẽ không để đối thủ của mình đột phá vào lúc này. Oanh! Khí thế của Ung Đế lại tăng vọt một lần nữa. Sắp đột phá. Mà Tam Điện Chủ ác đạo ở phía xa chợt trở nên hư ảo. Mọi người đều thấy nghi ngờ. A! Ung Đế chợt ngẩng đầu gào thét, những khí thế đáng sợ liên tục dâng trào từ trong cơ thể ông ta như núi lửa bùng nổ. Lúc này khí thế của ông ta đã đạt tới đỉnh cao. Rắc. Vào thời khắc mấu chốt này, Tam Điện Chủ kia đột nhiên biến mất như một lát khói xanh, sau đó thời không nứt ra, một cô gái mặc váy đỏ chậm rãi bước tới. Bản thể đến rồi. Lý Toại Phong không chút do dự lập tức thiêu đốt linh hồn. Sau đó biến thành một tia kiếm quang bay lên cao, chém thẳng về phía Tam Điện Chủ. Trong mắt Tam Điện Chủ ác đạo lộ vẻ khinh thường, cô ta vung tay áo. Oanh! Một vùng kiếm quang vỡ tan, Lý Toại Phong bị đánh bay tận mấy chục vạn trượng. Vừa dừng lại, cơ thể của ông ta đã trở nên hư ảo và trong suốt. Nếu không nhờ kiếm Thanh Huyền bảo vệ linh hồn thì thần hồn của ông ta đã bị đánh tan, dù thần hồn không tan biến. Nhưng lúc này ông ta đã mất hoàn toàn khả năng chiến đấu rồi. Mà Tam Điện Chủ ác đạo ở phía xa đột nhiên biến mất, sau đó một thanh trường kiếm màu đỏ như máu đâm thẳng về phía lồng ngực của Ung Đế, Ung Đế trợn tròn mắt, khí thế quanh người lập tức hỗn loạn. Tam Điện Chủ nhìn chằm chằm Ung Đế bằng ánh mắt không chút cảm xúc, người xứng làm kẻ thù của ác đạo Minh ta hay sao? Dứt lời, tay phải cầm kiếm của cô ta xoay một vòng, Ung Đế bị kiếm nâng lên. Sau đó bị kiếm ghim lơ lửng trên không trung. Ung Đế chậm rãi nhắm mắt lại, Diệp Tiểu Hữu, xin lỗi, ta đã cố hết sức rồi. Dứt lời, ông ta siết chặt tay phải, thân thể và linh hồn vốn đang cháy chợt căng lên. Muốn tự phát nổ. Thấy thế, Diệp Quân ở phía xa hoảng hốt,
hắn vội hét lên, cha! Cha! Lúc này, Thiên Võ Tân kia châm chọc, bây giờ gọi cha làm gì? Gọi ông nội cũng vô dụng. Diệp Quân như đang phát điên, lại gào thét một lần nữa, ông nội. Rắc! Rắc! Hai tiếng thời không nứt ra chợt vang lên. Phía bên phải chân trời có một người đàn ông mặc trường bào màu xanh chậm rãi bước ra. Còn bên trái thì có một người đàn ông mặc áo trắng. Mọi người cau mày, hai người này là ai? Lúc này, thời không bên cạnh người đàn ông áo trắng lại nứt ra một lần nữa, sau đó có một người phụ nữ áo trắng chậm rãi bước ra. Tam điện chủ ác đạo quay đầu nhìn ba người như đang nhìn một bầy kiến, cả nhà đến đông đủ rồi, vừa khéo để cả nhà các ngươi chôn cùng nhau rồi. Chôn chung cả nhà. Nghe tam điện chủ nói vậy, người đàn ông áo xanh đột nhiên bật cười, ông ấy đang chuẩn bị ra tay, vào lúc này, người đàn ông áo trắng bỗng nhiên cười nói cha, để con. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía người đàn ông áo trắng, cười nói, được. Người đàn ông áo trắng quay đầu nhìn tam điện chủ ở cách đó không xa, Chiêu Võ Đạo Đế ở gần đó đột nhiên từ từ đi ra cười nói, ông là cha của Diệp Quân à. Người đàn ông áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Quân đang ở phía xa, ừ. Đang nói bỗng dừng một chút rồi nói tiếp, cha ruột. Diệp Quân. Chiêu Võ Đạo Đế nhìn người đàn ông áo trắng rồi mỉm cười nói, nghe nói ông là cường giả cảnh giới trên khai đạo. Người đàn ông áo trắng hơi hứng thú hỏi, có gì muốn chỉ dạy sao? Chiêu Võ Đạo Đế nhìn chằm chằm người đàn ông áo trắng, ta cực kỳ ghét giọng điệu tự phụ và vẻ mặt không quan tâm sự đời của ông. Dứt lời ông ta đột nhiên bước tới rồi tung nắm đấm. Uy lực diệt đạo quét sạch bầu trời. Ông ta cho rằng ông ta phải ra tay giết người trước, nếu không thì hào quang của ông ta sẽ bị tam điện chủ cướp mất. Hôm nay là sân nhà của Chiêu Võ Đạo Đế ông ta. Không ai có thể cướp lấy ánh hào quang của ông ta. Có thể nói rằng ông ta đã dốc hết toàn lực vào cú đấm này, ông ta muốn giết chết người đàn ông áo trắng chỉ bằng một đấm để khôi phục lại vẻ uy nghiêm. Đối mặt với cú đấm khủng khiếp của Chiêu Võ Đạo Đế, người đàn ông áo trắng ở đằng xa cũng chỉ cười nhẹ rồi ngay lập tức khép hai ngón tay lại làm một. Phập! Tiếng kiếm vang lên kèm theo một thanh kiếm cắm thẳng vào trán Chiêu Võ Đạo Đế. Xoẹt! Trong thoáng chốc, cú đấm mang theo uy lực diệt đạo của Chiêu Võ Đạo Đế biến mất không một dấu vết như thể nó chứ từng xuất hiện. Sự im lặng chết chóc bao trùm khắp nơi. Thua rồi ư! Đôi mắt của Thiên Võ Thế Trừng to như một quả trứng. Vu Mã hình như bị điểm huyệt đứng im tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Vẻ mặt của Thiên Võ Tân ngay lập tức tái nhợt, trong lòng lạnh như băng. Còn Quan Đế đã đứng ở sau lưng mấy người Diệp Quân không biết từ lúc nào. Thoạt nhìn thì họ rất giống một phe. Lệ Minh sững sờ một lúc rồi đột ngột nhảy ra trước mặt Thiên Võ Thế và Vu Mã hình, nở cười sán lạn, hai vị. Có chuyện gì với mấy người vậy? Tại sao vẻ mặt hai người lại khó coi như cha mẹ chết thế? Nào nào, cười lên nào, ha 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 ha. Thiên Võ Thế. Vu Mã hình. Cách đó không xa, tam điện chủ nhìn thấy Chiêu Võ Đạo Đế bị một thanh kiếm đóng đinh vào một chỗ, cô ta nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên nỗi sợ hãi. Nhưng Chiêu Võ Đạo Đế là cường giả cảnh giới diệt đạo. Mặc dù hơi khoác lác nhưng ông ta vẫn là cường giả cảnh giới diệt đạo. Một nhát kiếm đã đánh bại cường giả cảnh giới diệt đạo ư. Vẻ mặt tam điện chủ dần trở nên nghiêm túc, cô ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo trắng, chợt nhận ra hình như cô ta đã đánh giá thấp thực lực của người đàn ông trước mặt này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, mấy người đạo quân cũng đang cực kỳ sợ hãi. Bọn họ không ngờ Chiêu Võ Đạo Đế lại bị đánh bại ngay lập tức. Đương nhiên họ còn phấn khích hơn, quả thật bọn họ không ngờ ngoại trừ cô của cậu Diệp giỏi đánh đấm thì cha ruột của hắn cũng lợi hại như vậy. Đột nhiên Từ Thiên chắp tay lại, ông ta nhìn sang đám người Thiên Xích ở cách đó không xa, cười nói, mọi người đừng sợ, ba người vừa tới này đều là người của mình, là người của chùa Phạm Thiên ta. Đạo quân, Nguyên Tướng và Hoàng đế Đại Chu đồng loạt nhìn về phía Từ Thiên. Vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Từ Thiên khẽ mỉm cười buột miệng nói, cha của cậu Diệp cũng là cha của Từ Thiên ta đây. Nói xong Từ Thiên cũng đứng hình. Mẹ kiếp! Lão nạp vừa nói cái gì vậy? À! Mọi người!
Diệp Quân không quan tâm tới mọi người, hắn đi tới bên cạnh Ung Đế sau đó sử dụng kiếm Thanh Huyên để bảo vệ thần hồn của Ung Đế. Nhìn thấy thần hồn của Ung Đế được kiếm Thanh Huyên che chở, Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng lấy ra một quả đạo linh đưa cho Ung Đế ăn, sau đó hắn quay qua nhìn Chiêu Võ Đạo Đế đang ở gần đấy. Lúc này hai mắt Chiêu Võ Đạo Đế trợn to hiện rõ vẻ không thể tin được, cả người như mất hồn lẩm lẩm, sao có thể? Làm sao có thể? Thời khắc này ông ta đã thực sự phát điên. Chỉ một nhát kiếm. Ông ta là cường giả cảnh giới diệt đạo mà. Vậy mà lại bị một nhát kiếm chém bay. Sao có thể như thế được? Lúc này, người đàn ông áo trắng đột nhiên cười nói, vẻ mặt đó của ông là sao hả? Không phục ư? Không đợi Chiêu Võ Đạo Đế trả lời, người đàn ông áo trắng đã nói tiếp, vậy chúng ta đánh thêm lần nữa. Dứt lời ông ấy xòe tay ra, luồng kiếm quang cắm vào cơ thể của Chiêu Võ Đạo Đế bay thẳng lên trời, Chiêu Võ Đạo Đế lập tức bình thường trở lại. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu được hành động của người đàn ông áo trắng. Người đàn ông áo xanh nhìn người đàn ông áo trắng, cười ha hả nói, đúng là con trai của ta, giỏi lắm. Người đàn ông áo trắng. Ở đằng xa, sau khi cảm giác bản thân mình đã bình thường trở lại, vẻ mặt của Chiêu Võ Đạo Đế đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn. Sỉ nhục. Người trước mặt đang sỉ nhục ông ta. Kể từ khi nổi tiếng, ông ta chưa bao giờ phải chịu đựng nỗi nhục nào lớn như vậy. Trong cơn giận. Hai mắt của Chiêu Võ Đạo Đế đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo như dã thú đang nổi điên, ông ta nắm chặt hai tay lại, ngẩng đầu hét lên một tiếng, cơ thể ông ta ngay lập tức bốc cháy, những luồng khí tức đáng sợ ngay lập tức quét qua vũ trụ chư thiên vạn giới. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, ông ta lại bước lên phía trước một bước. Phừng! Ngọn lửa trong người của ông ta bốc lên cao. Đốt cháy linh hồn. Khi thể xác và linh hồn bắt đầu bốc cháy. Khí tức của Chiêu Võ Đạo Đế bỗng nhiên trở nên đáng sợ vô cùng, áp lực tỏa ra từ người của ông ta cũng khiến những cường giả cảnh giới khai đạo không chịu nổi. Các cường giả nhìn thấy cảnh này đều hoảng hốt rồi rối rít lùi lại phía sau, sợ bị ảnh hưởng bởi luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ trên người Chiêu Võ Đạo Đế. Chiêu Võ Đạo Đế tức giận trừng mắt nhìn vào người đàn ông áo trắng ở phía chân trời, gằn giọng nói ta sẽ xé xác ông. Dứt lời ông ta đột nhiên tung một cú đấm. Cú đấm của cường giả cảnh giới diệt đạo. Cú đấm này có thể xem là cú đấm mạnh nhất trong cuộc đời Chiêu Võ Đạo Đế, chỉ một cú đấm này cũng có thể giết chết các cường giả cảnh giới khai đạo. Những cường giả ở xung quanh nhìn thấy cảnh này đều giật mình rồi rối rít lùi về phía sau vì sợ chết oan. Nhưng lúc này người đàn ông áo trắng đột nhiên chỉ tay, một luồng kiếm quang từ trên trời đánh xuống, lóe lên rồi biến mất. Phập. Một nhát kiếm lại đâm vào trán. Chiêu Võ Đạo Đế bị đóng đinh tại chỗ, cú đấm đầy mạnh mẽ của ông ta biến mất không một dấu vết. Cả đất trời đều im lặng như tờ. Một nhát kiếm. Chiêu Võ Đạo Đế lại bị một nhát kiếm đánh bại ngay tức khắc. Lúc này, đám người thiên võ thế nổi da gà khắp người, máu trong cơ thể như bị đông lại, ngừng chảy, trái tim của bọn họ cứ như đang bị một cái kìm kẹp lại, hoàn toàn ngừng đập. Cảm giác sợ hãi ở sâu trong lòng giống như dây leo điên cuồng lan ra ngoài rồi bao trùm toàn thân. Cường giả diệt đạo bị đánh bại trong tích tắc. Hơn nữa, cường giả diệt đạo này đã thiêu đốt cả linh hồn và thể xác rồi. Mà vẫn bị một nhát kiếm đánh bại ngay tích tắc. Giờ phút này thế giới quan của họ đã hoàn toàn sụp đổ, niềm tin của họ cũng đổ sụp hoàn toàn. Cường giả diệt đạo yếu ớt như vậy sao? Bây giờ... Đầu óc trống rỗng không chỉ có đám người thiên võ thế mà còn có đám người Lý Toại Phong. Đó không phải là một người bình thường mà là một cường giả cảnh giới diệt đạo. Vậy mà khi ở trước mặt kiếm tu áo trắng này, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Quả là khó tin. Đám người Đại Chu nhìn nhau, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Từ Thiên chắp hai tay lại, giọng hơi run, nhận người này làm cha hình như cũng không sai. Mọi người. Ở đằng xa, Tam Điện Chủ đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo trắng, lúc này sự thù địch và ý định chém giết của cô ta đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó là sự nghiêm túc và kiêng dè. Sức mạnh của người đàn ông áo trắng này đã vượt xa dự đoán của cô ta. Cô ta nhìn người phụ nữ váy trắng đang im lặng đứng bên cạnh người đàn ông áo trắng,
không biết đang suy nghĩ gì. Sao có thể chứ? Đúng lúc này Triệu Võ Đạo Đế ở xa xa đột nhiên lên tiếng, trông ông ta giống như mất hồn nhìn người đàn ông áo trắng ở trên trời, mặt đầy vẻ khó tin, sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Chuyện này tuyệt đối không thể. Lúc này ông ta hoàn toàn không có cách nào để chấp nhận sự thật này. Ông ta là Triệu Võ Đạo Đế mà lại bị người khác đánh bại trong phút chốc. Năm đó ông ta là người vô địch của một thời đại kỷ nguyên, năm đó ông ta còn giao đấu với người của nền văn minh thiên hành, năm đó chư thiên vạn giới chỉ cần nghe tới tên Triệu Võ Đạo Đế của ông ta thì có ai không mất hồn mất vía. Vậy mà vào giây phút này ông ta lại bị đánh bại trong nháy mắt. Thậm chí ngay cả sức để đánh trả ông ta cũng không có. Lúc này ông ta mới nhớ tới lời nói của người năm xưa đã coi bói cho ông ta, đời này ông ta nhất định sẽ gặp một kiếp nạn. Số kiếp. Triệu Võ Đạo Đế đột nhiên cười phá lên, tự cười nhạo chính mình. Lúc trước ông ta còn tức cười vì nghĩ rằng số kiếp không cần phải tránh mà thay vào đó là phải đón nhận, một người đàn ông thì phải vượt qua khó khăn để đi lên. Nhưng bây giờ lại giống như một trò cười. Trò cười rất lớn. Đôi mắt của Triệu Võ Đạo Đế khép dần lại, lúc này, những người được ông ta gọi tới đều nhìn chằm chằm vào ông ta. Như cái gai ở trên lưng. Những người này vốn được ông ta gọi đến để chứng kiến ông ta tái hiện lại vẻ huy hoàng, nhưng lúc này ông ta lại bị đánh bại trong nháy mắt. Cảm giác xấu hổ chưa từng có ở sâu thẳm trong lòng Triệu Võ Đạo Đế bỗng lan tràn. Triệu Võ Đạo Đế không thể chịu được cảm giác nhục nhã và xấu hổ nữa, đột ngột vung tay vỗ thẳng vào trán mình. Phụt! Thần hồn đã tắt! Tự sát! Mọi người đều im lặng không nói gì. Một nhân vật tuyệt thế như thế lại không chịu nổi sự sỉ nhục mà tự sát. Thật sự khiến người ta cảm thấy tổn thức không thôi. Ở đằng xa, sau khi đám người thiên võ thế nhìn thấy Triệu Võ Đạo Đế tự sát đều tỉnh táo lại, sau đó bọn họ bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Cực kỳ tuyệt vọng. Bây giờ đầu hàng ư. Không thực tế. Liều chết. Liều chết kiểu gì đây? Nếu bản thể đang trong thời kỳ đỉnh cao của bọn họ ở chỗ này cũng sẽ không đánh lại chứ đừng nói tới những phân thân ảo ảnh của họ hiện giờ. Bởi vì thời kỳ đỉnh cao của bọn họ cũng không bằng Triệu Võ Đạo Đế, nhưng Triệu Võ Đạo Đế lại bị đánh bại trong nháy mắt. Chẳng mấy chốc, mọi người đều rối rít nhìn về Tam Điện Chủ Ác Đạo ở đằng xa. Đặt hết hy vọng lên người của Ác Đạo Minh. Ác Đạo Minh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là hy vọng cuối cùng của họ. Người đàn ông áo trắng này quá mạnh nhưng Tam Điện Chủ cũng không hề yếu. Vẫn còn hy vọng. Lúc này đám người thiên võ thế giống như chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, lại có thêm một tia hy vọng. Lệ Minh đang cười ngoác mồm, lúc này lại bước tới bước lui trước mặt đám người thiên võ thế, sắc mặt đám người thiên võ thế tái mét nhưng không làm gì được ông ta. Lúc này Lệ Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật áp lực của gã cũng rất lớn, đặc biệt là lúc Tam Điện Chủ ra tay gã càng tuyệt vọng hơn. Bởi vì sức mạnh của cô ta quá khủng khiếp. Không ngờ lại thấy tia sáng trong bóng tối, thực lực cha của Diệp Quân lại đáng sợ như vậy. Gương mặt lạnh lùng của Lệ Hàn nở một nụ cười hiếm thấy. Vào lúc này, người hối hận nhất là Tức Mặc Lan. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Võ Đạo Đế bị một nhát kiếm đánh bại, gương mặt của cô ta tái nhợt như một tờ giấy, sự hối hận trong lòng cô ta như thủy triều đang dâng lên. Cô ta biết rằng mình đã không thắng cược. Cô ta cũng biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt. Đó là cơ hội để thay đổi số phận của cô ta và tộc Tức Mặc. Ở đằng xa, sau khi Triệu Võ Đạo Đế ngã xuống, người đàn ông áo trắng xòe tay ra, chiếc nhẫn của Triệu Võ Đạo Đế bay vào trong tay ông ấy cười nhạt rồi chỉ tay. Chiếc nhẫn đó lập tức bay tới chỗ của Diệp Quân. Diệp Quân vội vàng cất chiếc nhẫn đi, kích động nói, cảm ơn cha. Người đàn ông áo trắng khẽ mỉm cười, cảm ơn gì chứ? Cha giúp con trai không phải chuyện hiển nhiên sao? Loại người không giúp được gì mới là không bình thường, con nói đúng không? Ở phía xa, khuôn mặt của người đàn ông áo xanh chợt tối sầm lại. Khuôn mặt của Diệp Quân hoàn toàn cứng đờ. Mẹ kiếp! Cha ơi! Cha đặt ra cho trai của mình câu hỏi chết tiệt gì vậy? Sao con dám trả lời chứ? May mắn thay vào lúc này Tam Điện Chủ đột nhiên chậm rãi đi ra, thu hút sự chú ý của mọi người.
Người đàn ông áo trắng cũng không muốn gài bẫy con trai mình nữa nên bật cười rồi nhìn vào Tam Điện Chủ, cười nói, lúc nãy cô nói sẽ chôn cả nhà ta cùng nhau. Cô định một chọi ba sao? Mặt Tam Điện Chủ không chút biểu cảm, ba đánh một là việc làm của hảo hán ư. Ta muốn một chọi một. Người đàn ông áo trắng cười nói, vậy cô ra tay đi. Tam Điện Chủ nói tiếp, ta không đánh với ông. Người đàn ông áo trắng khẽ nhíu mày, Tam Điện Chủ đột nhiên chỉ vào người phụ nữ váy trắng bên cạnh ông ấy, ta muốn đánh một chọi một với bà ta. Thực lực của người đàn ông áo trắng này quá kinh khủng, cô ta không nắm chắc phần thắng. Người đàn ông áo xanh đó là kiếm tu, cô ta cũng không chắc là sẽ thắng. Nhưng người phụ nữ váy trắng này rất bình thường không có gì kỳ lạ nên cô ta nắm chắc phần thắng hơn. Sở dĩ cô ta chọn người phụ nữ váy trắng là có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, sau khi người phụ nữ này bước ra thì vẫn luôn đứng bên cạnh người đàn ông áo trắng, không nói gì, cảm giác tồn tại rất thấp. Thứ hai, người phụ nữ váy trắng trông cực kỳ bình thường, không thấy có cảm giác nguy hiểm gì. Thứ ba, người phụ nữ váy trắng này đi theo bên cạnh người đàn ông áo trắng hệt như người hầu, vì vị trí đứng của bà ấy luôn xoay quanh người đàn ông áo trắng. Cô ta đoán người phụ nữ váy trắng chắc cũng có thực lực nhưng không mạnh. Khi nghe Tam Điện Chủ ác đạo nói thế, Diệp Quân sửng sốt, chọn cô váy trắng. Đúng là biết chọn thật đấy. Dĩ nhiên ba người trước mặt này, chọn ai thì kết quả cũng như nhau. Chỉ có một điều không giống là chọn cô váy trắng thì có thể sẽ không chỉ chết một lần. Mọi người đều nhìn sang người phụ nữ váy trắng đó, ai cũng cảm thấy tò mò. Nghe Tam Điện Chủ ác đạo nói thế, người đàn ông áo trắng khẽ cười, sau đó quay đầu nhìn người phụ nữ váy trắng bên cạnh nói, Thanh Nhi, mục tiêu của cô ta là muội, muội đánh với cô ta vài chiêu nhé. Người phụ nữ váy trắng nhìn Tam Điện Chủ ác đạo, nhướng mày, vài chiêu. Người đàn ông áo trắng bật cười, là ta nói sai. Người phụ nữ váy trắng nhìn chằm chằm Tam Điện Chủ ác đạo, vẻ mặt bình tĩnh như nước, Tam Điện Chủ bỗng bay lên trời, thoáng chốc hàng vạn lôi kiếp xuất hiện ở cả Đăng Thiên Vực. Vũ trụ kiếp. Lúc này, toàn bộ Đăng Thiên Vực biến thành một hồ sấm, uy lực lôi kiếp vô tận không ngừng dâng lên từ giữa không trung khiến mọi người đều biến sắc, vội vàng lùi về sau, cách xa khu vực này. Sắc mặt mấy người Lý Toại Phong bên cạnh Diệp Quân cũng thay đổi. Phải nói là thực lực của Tam Điện Chủ này quá khủng khiếp, hơn hẳn chiêu võ đạo đế đó. Quả thật đáng sợ. Mấy người Lý Toại Phong đều nhìn sang người phụ nữ váy trắng, người này muốn đối phó với vũ trụ kiếp đáng sợ này thế nào? Người phụ nữ váy trắng lạnh nhạt nhìn Tam Điện Chủ ác đạo, ánh mắt vẫn không hề dao động. Coi thường. Cứ như con người đang nhìn loài kiến nhỏ bé. Nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ váy trắng, sắc mặt Tam Điện Chủ ác đạo trở nên dữ tợn, cô ta vươn tay vung về phía trước, ngay tức khắc có ngàn vạn lôi kiếp vũ trụ tụ lại trong tay cô ta như thủy triều, ngưng tụ lại thành một thanh lôi kiếm đỏ như máu, ngay sau đó cô ta nhảy lên đỉnh đầu người phụ nữ váy trắng, sau đó chém mạnh xuống. Đâm tới rồi. Nhát kiếm này vừa được tung ra. Uy lực kiếp lôi vũ trụ vô tận lan tràn ra xung quanh rơi xuống chỗ người phụ nữ váy trắng. Ngay lúc này người phụ nữ váy trắng bỗng búng ngón tay. Vụt! Hàng vạn ngàn uy lực của lôi kiếp lập tức biến mất. Tam Điện Chủ ác đạo dừng lại giữa không trung, một thanh kiếm đâm vào giữa trán cô ta. Đánh bại trong tích tắc. Lại là đòn giết trong tích tắc. Mọi người đều hóa đá, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, mấy người thiên võ thế đều suýt nữa ngã phịch xuống đất, lúc này họ hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này họ biết mình xong đời rồi. Mọi thứ đều biến mất. Thiên võ tân khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt, sao có thể, không thể nào. Thiên võ thế bỗng quay đầu nhìn thiên võ tân, tức giận quát, xúc sinh, người hại chết tộc thiên võ rồi. Thiên võ tân ngã phịch xuống đất, mặt xám như tro tàn. Chiên võ đạo đế bị đánh bại trong tích tắc. Tam Điện Chủ ác đạo cũng bị đánh bại trong tích tắc. Hoàn toàn xong đời rồi. Tộc thiên võ tiêu tan rồi. Lệ Minh ở phía xa mừng rỡ bật cười, cười đến mức ngông cuồng. Mặc dù ông ta đã chết nhưng ông ta vẫn không mong lệ tộc một tay mình sáng lập ra lại suy tàn.
dĩ nhiên càng sung sướng hơn khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của đám người thiên võ thế. Đúng là vô cùng vui sướng. Con cháu đời sau của mình sẽ mạnh hơn và có tầm nhìn hơn tộc thiên võ và tộc Vu Mã. Con cháu không chịu thua kém. Ngay lúc này cửu kiếm đạo thiên và thất phật mật tàng bay lên trời chạy về phía chân trời. Họ vốn dĩ vẫn còn một tia hy vọng này chính là tam điện chủ ác đạo, nhưng khi nhìn thấy tam điện chủ cũng bị đánh bại trong chốc lát, hy vọng của họ tan vỡ hoàn toàn. Chạy thôi. Lúc này trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ, có thể chạy được bao xa thì chạy. Nhìn thấy cửu kiếm đạo thiên và thất phật mật tàng bỏ chạy, quan đế nhìn mấy người phụ nữ váy trắng, ông ta do dự, cuối cùng vẫn không bỏ chạy. Ngay lúc này người phụ nữ váy trắng bỗng giơ tay lên. Vèo. 16 cái đầu ở đằng xa văng lên trời. Kiếm quang quá nhanh nên ngay khi 16 đầu người kia văng lên, cơ thể vẫn còn đang chạy trốn, thế là xuất hiện một cảnh tượng hết sức quỷ dị, cơ thể bay ở phía trước, đầu đuổi theo phía sau. Đáng sợ nhất là đầu của 16 người vẫn còn ý thức. Họ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng quái dị này. Lúc này 16 đôi mắt trợn to như quả chuông, vẻ mặt hoảng sợ đến mức đã vặn vẹo, không thể hình dung được. Không chỉ có 16 người mà những người khác cũng đứng sững sờ. Một cái vung tay đã chém chết 16 cường giả cảnh giới khai đạo. Sức mạnh này hơi vượt mức rồi. Lúc này các cường giả tộc Thiên Võ và tộc Vu Mã đều tuyệt vọng. Vốn dĩ họ cũng định bỏ chạy, họ nghĩ mặc dù mình đánh không lại ba người trước mặt này, nhưng nếu họ muốn chạy có lẽ vẫn còn cơ hội. Nhưng lúc này cảnh tượng trước mặt này làm cho họ biết mình không có cơ hội đó. Hạ chỉ như một đám kiến nhỏ bé trước mặt người phụ nữ váy trắng đó. Không, chẳng bằng kiến nữa. Quan đế toát mồ hôi lạnh, lúc này ông ta cảm thấy mình thật sự quá may mắn, cũng may vừa rồi không chạy theo đám người đó, nếu không e là cái đầu này cũng đã không còn nữa. Quá mức hoang đường. Mẹ nó chứ. Bên ngoài quá đáng sợ. Ta muốn về nhà. Người phụ nữ váy trắng xòe tay ra, sau đó lướt nhẹ. 16 chiếc nhẫn bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhận lấy, sau đó cung kính nói cảm ơn cô. Người phụ nữ váy trắng khẽ gật đầu, sau đó nhìn Tam Điện Chủ Ác Đạo ở đằng xa, lúc này Tam Điện Chủ Ác Đạo cũng mang mặt đầy vẻ khó tin hệt như Chiêu Võ Đạo Đế trước đó. Dĩ nhiên cô ta càng khó chấp nhận hơn. Cô ta là ác đạo, hơn nữa còn không phải là đại ác đạo bình thường, sinh ra linh trí trong vũ trụ kiếp. Còn tu luyện kiếm đạo theo cách của con người, kết hợp kiếm đạo và kiếp đạo của mình tạo ra một đạo hoàn toàn mới. Cả đời cô ta chỉ bị thua một lần, kể từ đó cô ta không bao giờ bị đánh bại nữa, kẻ thù mà cô gặp phải trong đời hầu như chưa bao giờ xuất ra ba kiếm, giết cường giả khai đạo dễ như trở bàn tay. Thế nhưng lúc này cô ta lại bị người khác đánh bại trong tích tắc. Chỉ một nhát kiếm. Tam Điện Chủ Ác Đạo suy sụp hoàn toàn. Ngay lúc này Diệp Quân bỗng cách không trung chỉ vào mấy người thiên võ thế. Thiên võ thế. Người phụ nữ váy trắng quay đầu lại nhìn đám người thiên võ thế, thấy người phụ nữ váy trắng nhìn sang, mọi người biến sắc, bắt đầu run rẩy. Thiên võ thế bỗng cúi thấp người với Diệp Quân, Diệp công tử, tộc thiên võ ta xin đầu hàng, mong Diệp công tử cho tộc thiên võ một cơ hội thay đổi. Diệp Quân không đồng ý, cũng không từ chối, mà nhìn Lệ Hàn, người quyết định đi. Lệ Hàn sửng sốt, cũng rất ngạc nhiên, thấy Diệp Quân khá nghiêm túc, Lệ Hàn cực kỳ cảm động, cười nói, đương nhiên là giết để diệt trừ hậu họa. Nói rồi gã nhìn người phụ nữ váy trắng. Người phụ nữ váy trắng lại không nhìn gã. Lệ Hàn. Diệp Quân mỉm cười, cô. Người phụ nữ váy trắng vung tay lên, thiên võ thế biến mất, các cường giả tộc thiên võ và tộc Vu Mã đều bị tiêu diệt. Đều bị giết trong tích tắc. Thấy thế mí mắt cường giả lệ tộc khẽ giật, cực kỳ kinh hãi. Đúng thật là giết trong tích tắc. Cảnh giới khai đạo yếu thế từ bao giờ vậy? Dĩ nhiên sau cơn kinh hãi là sự vui mừng. Lần này cả lệ tộc đều đã cược thắng rồi. Các cường giả lệ tộc đều nhìn Lệ Hàn, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng cảm thấy thoải mái. Một trưởng lão lệ tộc trong đó bỗng vuốt râu khẽ cười. Thằng nhóc này từ nhỏ đã thông minh, không hổ là cùng họ với ta. Khóe môi các cường giả lệ tộc đều khẽ giật, mẹ nó chứ,
nơi đây ai mà không phải họ Lệ. Sau khi đám cường giả tộc Thiên Võ bị giết, hơn 20 chiếc nhẫn bay lên, sau đó rơi xuống trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân giật thót, sau đó vội cung kính cúi người, cảm ơn cô. Nói rồi hắn nhận lấy mấy chiếc nhẫn đó. Món hời lớn. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân bỗng đi đến trước mặt người phụ nữ váy trắng, sau đó hắn lấy một đống xương trắng ra, khẽ nói, cô, con có việc muốn nhờ người giúp. Nói rồi hắn nói lại chuyện lúc trước đã hứa với Ung Đế. Lúc này Ung Đế cũng xuất hiện, ông ta chỉ còn lại linh hồn, vì thân xác đã bị hủy trước đó rồi. Lúc này ông ta hơi thấp thỏm và lo lắng. Người phụ nữ váy trắng nhìn đống xương trắng trước mặt, không nói gì. Diệp Quân khẽ nói, cô. Người phụ nữ váy trắng giơ tay phải ra che phủ trên đống xương trắng đó, ngay sau đó. Một thông đạo kỳ lạ bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, một thế giới đáng sợ bỗng lơ lửng trong thông đạo này, thế giới này màu đỏ tươi, xung quanh loáng thoáng có những tiếng kêu thảm thiết, cực kỳ thê lương, còn có vô số ác hồn mặt mày gớm ghiếc lượn lờ giữa không trung. Địa ngục A Tỳ. Lúc này sắc mặt bát điện chủ bên cạnh Diệp Quân bỗng trở nên nghiêm trọng, gã từng tiếp xúc với nơi đáng sợ này. Trong cửu trọng thiên, thiếu niên quỳ ngồi trước cánh cửa đá bỗng ngạc nhiên nói, sư phụ, bà ấy cưỡng ép mở thông đạo luân hồi, đây là đại nghịch bất đạo, sư phụ mặc kệ sao? Một bàn tay bỗng che miệng thiếu niên lại, sau đó giọng nói vang lên bên tai thiếu niên, câm miệng, làm như không nhìn thấy đi. Thiếu niên. Ở bên ngoài, cảnh tượng chậm rãi di chuyển về phía trước, đi đến trong một đại điện tối om, khi cảnh tượng đi vào đại điện, đồng tử Ung Đế bỗng co rụt lại vì ông ta nhìn thấy một thị nữ trong đại điện đó, mà thị nữ này chính là A Tỷ của ông ta. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, mặc dù cô ta chưa chuyển kiếp nhưng trước đây ký ức đã bị xóa sạch, bây giờ đang ở trong trạng thái quỷ thể, ta hồi phục trí nhớ cho cô ta, thân xác cũng có thể khôi phục hoàn toàn. Diệp Quân quay đầu nhìn Ung Đế lại lắc đầu, không cần đâu. Người phụ nữ váy trắng chậm rãi rút tay phải về, nhưng lúc này một tiếng giống giận vang lên trong đại điện, ai dám mở thông đạo luân hồi đại đạo ra, tự ý xông vào địa ngục A Tỷ của ta đấy. Mẹ nó, chán sống rồi à? Nói xong, một bàn tay nâng trời bỗng lao ra từ trong địa ngục A Tỷ, chỉ trong tích tắc bàn tay khổng lồ đó đã xuyên qua thông đạo luân hồi đại đạo lao đến đỉnh đầu mấy người phụ nữ váy trắng, sau đó đánh mạnh xuống. Ngay khi bàn tay cực lớn đó rơi xuống, ánh mắt người phụ nữ váy trắng lóe lên tia lạnh lùng, một thanh kiếm bỗng xuất hiện ở địa ngục A Tỷ đó. Cả địa ngục A Tỷ bị đốt cháy. Cậu Diệp. Đúng lúc này, một giọng nói trên cửu trọng thiên bỗng hoảng sợ nói, cậu Diệp, địa ngục A Tỷ tuyệt đối không thể bị hủy diệt, mong ngươi nể tình lúc nãy ta phá giải đạo khiển giúp bạn ngươi mà ngăn cản người nhà của ngươi lại. Đại đạo hiện hữu. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn trên cửu trọng thiên, sau đó nói, cô, con nợ vị đại đạo hiện hữu này một ân tình. Bàn tay người phụ nữ váy trắng ấn nhẹ xuống, kiếm hành đạo rơi xuống nhưng lại không phá hủy toàn bộ địa ngục A Tỷ, nơi sâu nhất của địa ngục A Tỷ đó, một tiếng thét chói tai bỗng vang lên, a, ngươi là ai vậy? Trong giọng nói là vẻ sợ hãi. Giọng nói đó bỗng chốc biến mất. Người phụ nữ váy trắng xòe tay ra, kiếm hành đạo và một chiếc nhẫn bay về trong tay bà ấy. Người phụ nữ váy trắng đưa chiếc nhẫn cho Diệp Quân vội nhận lấy, cực kỳ cảm động. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông áo xanh im lặng nãy giờ lập tức cau mày, không được, mình nhất định phải tìm cách lôi kéo đứa cháu trai này mới được, không thể để đứa cháu trai này gần gũi với người khác, sau này mình rảnh rỗi sẽ phải đến thăm cháu trai mới được. Ha ha! Ngay lúc này, tam điện chủ ác đạo bị ghim chặt ở đằng xa bỗng bật cười. Mọi người nhìn về phía tam điện chủ ác đạo, chỉ thấy tam điện chủ bỗng ngẩng đầu lên tức giận giống to. Một lôi quang màu đỏ máu bỗng phóng lên trời đi thẳng vào nơi sâu nhất của vũ trụ. Thấy thế mọi người đều cảm thấy ngờ vực. Người phụ nữ này phóng điện trước lúc chết làm gì vậy? Không ổn. Ngay lúc này bát điện chủ cách đó không xa bỗng hoảng sợ nói, cô ta đang gửi tín hiệu đến nơi sâu nhất vũ trụ. Diệp Quân quay đầu nhìn bát điện chủ, gọi người à? Bát điện chủ trầm giọng nói, không phải. Cô ta muốn thu hút sự chú ý của nền văn minh thiên hành. Thu hút sự chú ý của nền văn minh thiên hành hả?
Nghe Bát Điện Chủ nói thế, Diệp Quân sửng sốt, mà mấy người lệ tộc đều biến sắc. Lúc này ngay cả mấy người thiên xích cũng đều biến sắc. Nền văn minh thiên hành. Nền văn minh vũ trụ được biết đến mạnh nhất hiện nay, liên tục phá hủy các nền văn minh, thâu tóm nền văn minh khác. Năm đó 9 tộc chiêu võ đều bị nền văn minh thiên hành hủy diệt. Sắc mặt thiên xích cực kỳ khó coi, ông ta nhìn chằm chằm Tam Điện Chủ ác đạo, cô nương này không phải là người tốt, muốn giá họa cho người khác. Nền văn minh thiên hành. Nền văn minh này như là một điều cấm kỵ ở chư thiên vạn giới, bất kỳ nền văn minh nào nghe đến cũng đều biến sắc. Vì mỗi lần họ xuất hiện túc là sẽ có một nền văn minh biến mất khỏi thế gian. Thế nên các nền văn minh vũ trụ đều đang cố gắng hết sức che giấu tọa độ vũ trụ của mình, không cho họ phát hiện ra. Mà lúc này Tam Điện Chủ ác đạo chủ động phát nguồn tín hiệu đến nơi sâu nhất của vũ trụ, nếu thu hút sự chú ý của nền văn minh thiên hành. Nghĩ đến đây sắc mặt nhiều người ở đó cũng hơi khó coi. Trong tiểu tháp, Nhất Niệm ngồi dưới đất, cằm tề vào hai đầu gối, hai tay ôm chân, miệng còn đang lẩm bẩm gì đó, ngay lúc này tựa như cảm nhận được gì, cô ta bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Ở bên ngoài, chỉ thấy một vùng tinh không ở tận cuối vũ trụ đó bỗng sôi trào, sau đó bắt đầu dung hòa từng chút. Mọi người đều khó hiểu. Ngay sau đó mọi người đều biến sắc. Chỉ thấy vũ trụ ở cuối tầm nhìn, một ngọn lửa đang lao đến vũ trụ này với tốc độ đáng sợ. Lửa thiên hành. Nhìn thấy ngọn lửa đó, sắc mặt mấy người Lệ Minh cách đó không xa trở nên trắng bệch, trong mắt là vẻ sợ hãi. Năm đó lúc lệ tộc ở thời kỳ đỉnh cao đã từng đánh với nền văn minh thiên hành, không đúng, đó không gọi là đánh mà gọi là một bên bị treo đánh. Đã qua nhiều năm như vậy rồi. Họ lại gặp lửa thiên hành lần nữa. Nơi này đã bị nền văn minh thiên hành phát hiện. Rất nhiều người muốn chạy nhưng nghĩ lại, lửa thiên hành đã đến, lúc này còn có thể chạy đi đâu. Nghĩ đến đây nhiều người đều lộ ra vẻ tang thương, nhất là các cường giả lệ tộc, họ không ngờ chạy trốn nhiều năm như vậy mà vẫn không thoát được. Hôm nay vẫn phải nộp mạng cho lửa thiên hành. Tam Điện Chủ ác đạo đó bỗng cười điên cuồng. Cô ta tàn độc nhìn người phụ nữ váy trắng đó, chẳng phải ngươi rất có bản lĩnh sao? Nào, đối đầu với nền văn minh thiên hành đi. Trong lúc đó lửa thiên hành đã bay đến trên đỉnh đầu mọi người. Lúc này mọi người đều cảm nhận được hơi thở chết chóc. Cho dù là cường giả cảnh giới khai đạo cũng cảm thấy tuyệt vọng, đó là khí tức mà khiến họ không thể có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Sức mạnh áp chế nền văn minh. Hệt như lúc con người đối mặt với loài kiến. Tam Điện Chủ ác đạo điên cuồng cười to. Ngay lúc này bàn tay người phụ nữ váy trắng bỗng xòe ra, thoáng chốc lửa thiên hành đã xuất hiện trong tay bà ấy. Tất cả khí tức đáng sợ đều biến mất. Xung quanh đông cứng lại. Mọi người nhìn người phụ nữ váy trắng như nhìn thấy ma. Lúc này tiếng cười của Tam Điện Chủ ác đạo cũng im bặt, cô ta há hốc mồm, trợn to mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Lửa thiên hành yên tĩnh lơ lửng trong tay người phụ nữ váy trắng hệt như một ngọn lửa bình thường, cực kỳ ngoan ngoãn. Đám người Từ Thiên và Đạo Quân ở đằng xa mừng rỡ. Lúc trước họ đã đoán đúng. Lửa thiên hành đúng là bị ai đó trấn áp. Lúc này lại nhìn thấy lửa thiên hành bị trấn áp, mọi người đều kích động đến mức khó tin. Dĩ nhiên họ cảm thấy may mắn nhiều hơn, may mắn vì lựa chọn của Đại Chu lúc trước. Người phụ nữ váy trắng nhìn Tam Điện Chủ ác đạo, nào, gọi tiếp đi. Tam Điện Chủ ác đạo cứ như bị điên, sao có thể, sao có thể. Người phụ nữ váy trắng vung tay lên. Tam Điện Chủ ác đạo lập tức biến thành tro, chỉ còn lại chiếc nhẫn màu đỏ máu. Diệp Quân vội nhận lấy chiếc nhẫn. Mọi người ngưỡng mộ vô cùng, chỉ một trận chiến mà Diệp công tử này giàu to. Ngay lúc này. Tận cuối tinh không đó, một luồng khí tức đáng sợ bỗng lao đến. Mọi người đều nhìn về phía tinh không đó, mặt đầy vẻ ngờ vực, lại có ai đến nữa vậy? Tầng tầng thời không ở tận cuối tinh không đó nứt ra, từng khí tức đáng sợ cuồn cuộn lao ra như thủy triều. Khí tức này còn mạnh hơn lửa thiên hành trước đó. Mọi người hoảng sợ. Diệp Quân cũng ngờ vực. Trong ánh mắt của mọi người. Một người phụ nữ chậm rãi bước ra từ trong thời không kia đi tới,
người phụ nữ trông như mới chỉ 16-17 tuổi, mặc váy màu xanh, tóc dài đến vai, tay cầm một quyển sách cổ màu vàng, trầm tĩnh mà tao nhã, đoan trang. Mọi người đều đang nhìn người phụ nữ vừa bước ra. Người phụ nữ nhìn sang người phụ nữ váy trắng, khi nhìn thấy lửa thiên hành yên tĩnh lơ lửng trong tay người phụ nữ váy trắng, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, bà có thể trấn áp lửa thiên hành, thật lợi hại. Người phụ nữ váy trắng nhìn người phụ nữ đó, bình tĩnh nói, có gì mà lợi hại chứ, chẳng phải là chuyện rất đơn giản à. Mọi người. Diệp Quân. Người phụ nữ mặc váy xanh sửng sốt, cô ta do dự một lúc, sau đó nói, ngươi thật sự rất lợi hại. Người phụ nữ váy trắng nói, ồ. Mọi người. Người phụ nữ cũng cảm thấy hơi ngượng, cô ta mỉm cười nhất thời không biết nên nói gì. Lúc này Diệp Quân bỗng nói, cô nương đến từ nền văn minh thiên hành à? Người phụ nữ khẽ gật đầu, ừ. Nền văn minh thiên hành. Thấy người phụ nữ gật đầu, mọi người đều biến sắc. Mấy người lệ tộc cực kỳ kiêng dè, lúc trước khi giao chiến đấu với nền văn minh thiên hành, thật ra họ cũng không nhìn thấy người của nền văn minh thiên hành, vì họ chỉ đánh với lửa thiên hành. Lúc này họ cũng lần đầu gặp người thật. Diệp Quân lại nói, cô nương đến đây làm gì? Người phụ nữ nhìn người phụ nữ váy trắng ở đằng xa, rồi nói, có hai việc, một là lửa thiên hành đột nhiên không thấy khi thực hiện nhiệm vụ, ta đến để kiểm tra, không ngờ nó lại bị cô nương này trấn áp, đúng là không thể tin được, trước nay chưa từng xảy ra chuyện này. Nói đến đây cô ta lại cảm thấy phấn khích. Diệp Quân nhìn người phụ nữ, lắc đầu khẽ cười, cô nương này khá thú vị. Hắn lại hỏi, việc thứ hai là gì? Người phụ nữ rời tầm mắt khỏi lửa thiên hành ở đằng xa, cô ta nhìn Diệp Quân, sau đó nói, ta có một người bạn, cô ấy tên là Nhất Niệm, cô ấy đã trốn làm lâu rồi, ngươi từng gặp cô ấy không? Tịnh An. Lúc này Nhất Niệm bỗng xuất hiện, cô ta trợn mắt nhìn người phụ nữ, dựng hai ngón tay lên, ta vẫn còn hơn 2 tháng nghỉ phép, hơn 2 tháng mà. Nhìn thấy Nhất Niệm, mọi người đều kinh hãi. Diệp công tử và người nền văn minh thiên hành là một nhóm. Nhìn thấy Nhất Niệm, người phụ nữ tên Tịnh An này mỉm cười, mắt sáng như sao, Nhất Niệm, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Nhất Niệm bĩu môi, tìm ta làm gì? Tịnh An nói, lẽ nào cô quên rồi à? Cứ 1000 năm chúng ta đều đến thần cảnh thiên hành huấn luyện một lần. Nghe nói lần này Thượng Thần Thiên Vân cũng sẽ đến. Nhất Niệm hơi ngạc nhiên, Thượng Thần Thiên Vân. Bà ấy đích thân đến ư, cô có chắc là không đùa không đấy? Tịnh An gật đầu, ừ, đúng thế, ta còn nghe nói bà ấy nghiên cứu ra lửa thiên hành lợi hại hơn nữa. Mọi người. Nhất Niệm do dự một lúc, sau đó quay đầu nhìn Diệp Quân, hay là đợi ta huấn luyện xong lần cuối cùng này, ta sẽ từ chức. Diệp Quân hơi tò mò, Thượng Thần Thiên Vân này rất lợi hại sao? Nhất Niệm siết chặt nắm đấm, phấn khích nói, siêu cấp lợi hại. Ồ! Lúc này người phụ nữ váy trắng cách đó không xa bỗng nhìn Nhất Niệm, bảo bà ta ra đây một đánh một đi. Nhất Niệm! Diệp Quân! Tịnh An bỗng xuất hiện bên cạnh Nhất Niệm, cô ta kéo tay góc áo Nhất Niệm, sau đó nhỏ giọng nói, Nhất Niệm, người này này là ai thế? Ta thấy bà ấy đánh nhau rất giỏi, chúng ta mau đi thôi. Nhất Niệm kéo tay Tịnh An nói, không sợ, đây là cô của ta. Diệp Quân! Tiểu Tháp! Cô hả? Nghe thấy những lời này, đôi mắt xinh đẹp của Tịnh An mở to, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẻ mặt của Nhất Niệm rất bình tĩnh bởi vì theo cô ta thấy thì mọi chuyện chính là như vậy, dẫu sao dựa vào luân lý đạo đức của vũ trụ quan huyên thì cô ta và Diệp Quân là vợ chồng, cô của Diệp Quân cũng là cô của cô ta. Không có gì sai cả. Tuy nhiên cô ta vẫn lén nhìn sang Diệp Quân, thấy Diệp Quân không bác bỏ mà chỉ cười mỉm. Mặt cô ta lập tức đỏ bừng, thầm vui mừng. Nhưng lúc này, người đàn ông áo xanh bỗng ngẩng đầu lên nhìn vào chỗ sâu của vũ trụ, cũng không biết đã nhìn thấy gì mà khẽ cau mày, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, Tiểu Bạch với Nhị Nha gây chuyện rồi, cháu trai, ông nội đi trước đây. Dứt lời ông ấy ngự kiếm bay lên, hóa thành một luồng kiếm quang rồi biến mất ở cuối tinh hà. Diệp Quân lắc đầu cười. Không biết Tiểu Bạch và Nhị Nha đã gây ra phiền toái gì mà lại phải ông nội phải đích thân đi. Lúc này người đàn ông áo trắng và người phụ nữ váy trắng đi tới trước mặt Diệp Quân.
Nhìn thấy hai người đi lại, vẻ mặt Tịnh An đột nhiên thay đổi, hơi căng thẳng nhưng lại không muốn để lộ ra bên ngoài, thế nên cô ta ưỡn thẳng sống lưng giả vờ bình tĩnh, chỉ là lực nắm tay của Nhất Niệm lại mạnh hơn rất nhiều. Nhất Niệm vội vàng vỗ nhẹ vào tay của Tịnh An, an ủi, đừng sợ, tính tình của cô rất tốt, thật đấy. Tiểu Tháp. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Quân rồi gật nhẹ đầu cười nói, không tệ, tiến bộ rất nhanh, mạnh hơn rất nhiều so với cha của con hồi đó. Nghe thấy thế, Diệp Quân bật cười, thực ra hắn vẫn hơi lo lắng không yên bởi vì hắn biết rõ khoảng cách giữa cha và hắn bây giờ, cho nên hắn rất sợ những tháng ngày nỗ lực và cố gắng của mình sẽ trở nên vô giá trị trong mắt cha. Làm một đứa con trai, ai lại không muốn được cha mẹ công nhận chứ? Người đàn ông áo trắng vỗ nhẹ lên vai Diệp Quân, cười nói, có thể cố gắng, có thể chiến đấu hết mình nhưng cũng đừng quá áp lực, vũ trụ này rất lớn, con có thể dạo chơi ở khắp nơi, cả một đời người mặc dù đại đạo rất quan trọng nhưng vui vẻ lại quan trọng hơn, cha hy vọng con sẽ sống vui vẻ. Diệp Quân rất cảm động, hắn khẽ gật đầu, con hiểu rồi ạ. Người đàn ông áo trắng mỉm cười rồi nói tiếp, cha và cô của con còn có vài việc cần xử lý nên phải đi trước. Mặc dù trong lòng Diệp Quân không nỡ nhưng vẫn gật đầu nói, vâng. Người phụ nữ váy trắng đột nhiên xòe tay ra, một ngọn lửa thiên hành từ từ bay tới trước mặt Diệp Quân, sau đó bà ấy kéo người đàn ông áo trắng ở bên cạnh xoay người rồi biến mất ở cuối tinh hà. Đi rồi. Diệp Quân nhìn về phía cuối tinh hà ở xa xa, cảm thấy hơi mất mát vì thời gian gặp nhau vẫn luôn ngắn ngủi như thế. Ở xa tận cuối tinh hà. Người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo trắng đi chậm chậm giữa các tinh hà, sao trời sáng chói ở khắp nơi, giống như một bức tranh đẹp đẽ làm người ta say mê. Người đàn ông áo trắng đột nhiên cười nói, thằng bé trưởng thành rất nhanh. Người phụ nữ váy trắng gật đầu. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về nơi sâu nhất của vũ trụ, nhẹ giọng nói, thật ra, Thanh Nhi, muội biết không? Lúc đầu ta cố gắng như thế, liều mạng như thế. Cũng chỉ vì muốn được cha công nhận và khen ngợi, tiếc là. Nói tới đây ông ấy khẽ lắc đầu, không nói gì nữa, sau đó kéo theo Thanh Nhi đang ở bên cạnh biến mất ở cuối tinh hà. Sau khi hai người biến mất không lâu, người đàn ông áo xanh bỗng nhiên xuất hiện, ông ấy nhìn về cuối tinh hà xa xa, nhỏ giọng nói, Tử Nhi, là ta đã sai rồi sao? Một luồng ánh sáng màu tím bỗng lóe lên. Một người phụ nữ rất xinh đẹp mặc váy dài màu tím xuất hiện bên cạnh người đàn ông áo xanh. Người phụ nữ ấy nắm lấy cánh tay của người đàn ông áo xanh, đúng là đã sai rồi. Người đàn ông áo xanh không nói gì. Người phụ ấy lại nói tiếp, là cách làm sai, nhưng tấm lòng không hề sai. Vừa nói bà ấy vừa nắm chặt cánh tay của người đàn ông bên cạnh. Chỉ có bà ấy mới biết được chặng đường của người ở bên cạnh này khó khăn biết bao nhiêu. Từ nhỏ đã không có cha, sau khi trưởng thành thì mẹ mất, ngay cả Mạc lão người đối xử với ông ấy như một người cha cũng chẳng còn. Suốt cả một chặng đường không có ai che chở, chỉ có thể dựa vào bản thân mình, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến kịch liệt, những cay đắng và gian khổ trong đó chỉ có bản thân ông ấy mới hiểu rõ nhất. Người đàn ông áo xanh khẽ thở dài, kéo người phụ nữ rồi biến mất ở cuối tinh hà. Chấm chấm chấm. Đăng thiên vực. Khi người đàn ông áo xanh và những người kia rời đi, mọi chuyện đã kết thúc. Cho dù là lệ tộc hay đám người thiên xích đều thở phào nhẹ nhõm. Phải nói rằng, sau khi trận chiến này bắt đầu, đã rất nhiều lần bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, đặc biệt là khi bản thể tam điện chủ ác đạo xuất hiện, khoảnh khắc đó bọn họ đều nghĩ xong việc mình sẽ chết như thế nào. Thật sự quá mạnh mẽ. Đám người đạo quân còn khá hơn. Vì bọn họ đã từng nhìn thấy thực lực của người phụ nữ váy trắng, do đó trong lòng vẫn luôn có cơ sở, nhưng vẫn hơi hoảng sợ vì thực lực của Tam Điện Chủ thực sự quá kinh khủng. Nhưng bọn họ cũng không thể ngờ Tam Điện Chủ mạnh như vậy mà lại bị người phụ nữ váy trắng giết chết trong nháy mắt. Giết chết cường giả cảnh giới diệt đạo chỉ bằng một nhát kiếm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có bị đánh chết họ cũng không tin. Chẳng mấy chốc nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt mọi người. Sống sót sau tai họa ắt sẽ có hạnh phúc mai sau. Đột nhiên Ung Đế đi đến trước mặt Diệp Quân, cậu Diệp, tôi cũng phải đi rồi. Diệp Quân nói, muốn tới địa ngục A Tỳ sao? Ung Đế gật nhẹ đầu, cô ấy ở một mình ta không yên tâm, ta muốn đến bên cô ấy,
nếu cô ấy ở đó mà vui vẻ thì ta cũng sẽ đó cùng cô ấy, nhưng nếu cô ấy không vui thì ta sẽ dẫn cô ấy rời đi. Diệp Quân suy nghĩ rồi gật đầu nói, được. Vừa nói hắn vừa lấy một chiếc nhẫn không gian đưa cho Ung Đế, tiền bối, ở bên trong nhẫn không gian này có một ít quả đạo linh, có thể giúp ích cho vết thương của ông. Ung Đế không từ chối mà nhận lấy nhẫn không gian sau đó nói cảm ơn. Diệp Quân cười nói, hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại. Ung Đế khẽ mỉm cười, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Nói xong ông ta chắp tay lại, sau đó biến thành một luồng ánh sáng màu đen rồi biến mất ở tinh không. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn vào sâu trong tinh không, sau một lát hắn thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn mọi người đang đứng trong sân, mỉm cười nói, chia tiền. Mọi người đều ngạc nhiên. Diệp Quân lấy tất cả nhẫn không gian ra, hắn kiểm kê một lát, tổng cộng có 56 vạn tổ mạch, 3 vạn 6.000 viên tinh thể vĩnh hằng, ngoài ra còn có các loại thần bảo, pháp khí và công pháp. Diệp Quân đương nhiên sẽ không độc chiếm một mình, hắn lấy một nửa tổ mạch và tinh thể vĩnh hằng ra phân chia cho mọi người, còn lại một số thần bảo, pháp khí và công pháp, vân vân, đều đưa ra hết cho mọi người tự chọn. Nếu có nhiều người nhìn chúng thì sẽ bán đấu giá tại chỗ, đấu giá thành công thì mọi người sẽ phân chia lại. Vật quý giá nhất trong số đó chính là quyển, Chiêu Võ Kinh, mà Chiêu Võ Đạo Đế để lại. Đây là thứ mà tất cả mọi người đều muốn có, bởi vì quyển công pháp này có thể giúp một người đạt đến cảnh giới diệt đạo. Diệp Quân không bán đấu giá quyển, Chiêu Võ Kinh, này, hắn sao chép lại thành 10 bản rồi chia cho mọi người. Mỗi người đều có được một quyển. Mọi người ai nấy đều cười tâu toét. Thật sự chiếm được món lời lớn. Đánh xong trận này, tất cả mọi người đều trở nên giàu có. Thật ra, so với những của cải này, mọi người càng quan tâm đến sự thu mua lòng người Diệp Quân hơn. Đầu tiên không nhắc đến thế lực của nhà Diệp Quân, chỉ riêng bản thân Diệp Quân đã là một kỳ tài hiếm có. Thiên tài như vậy một khi đạt đến cảnh giới khai đạo, vậy hắn chắc chắn là sự tồn tại vô địch trong những người có cùng cảnh giới. Có thêm ân tình như thế này, có thể coi là thêm một phần bảo đảm. Đi trên con đường tu đạo vốn đã như đi trên một phiến băng mỏng, nguy hiểm không thể lường trước được, không ai biết phía trước sẽ gặp phải nguy hiểm gì, về sau nếu gặp một người không thể địch nổi, phần ân tình này có thể cứu mạng. Sau này nói một câu, ta quen biết cậu Diệp, có lẽ có thể tung hoành ngang dọc khắp chư thiên vạn giới. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt mọi người lập tức trở nên rạng rỡ hơn. Vui mừng nhất chắc chắn là Đại Chu, Diệp Quân và bọn họ không thể nói là ân tình, mà là người một nhà. Sau này, cho dù là đại đạo hiện hữu cũng phải nể mặt mũi Đại Chu. Đương nhiên, Hoàng đế Đại Chu còn muốn nhiều hơn thế nữa. Trăng tròn tất khuyết, phồn thịnh tất suy, Đại Chu hiện nay đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, lúc này Đại Chu càng phải cẩn thận hơn nữa. Phải biết rằng họa từ kiêu ngạo mà ra, một khi Đại Chu ỷ vào Diệp Quân mà bắt đầu làm chuyện ác. Vậy Đại Chu sẽ tự chuốc vào họa diệt vong. Nghĩ như vậy nên Hoàng đế Đại Chu quyết định sau khi trở về sẽ nghiêm túc thương nghị với Chu Phạn. Lập ra một số luật pháp để chủ động ràng buộc con dân của Đại Chu, đặc biệt là Hoàng tộc Đại Chu. Đồng thời, lần này sau khi trở về phải nhanh chóng để Đại Chu gia nhập Thư viện Quan Huyên. Trước đó, ông ta không tình nguyện cho lắm, dù sao Đại Chu cũng là vũ trụ có nền văn minh cấp 4. Mạnh hơn rất nhiều so với vũ trụ Quan Huyên. Nhưng sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, ông ta hiểu rằng nếu Đại Chu có thể gia nhập Thư viện Quan Huyên thì chính là may mắn của Đại Chu. Đại Chu chắc chắn có thể phát triển hơn một bước nếu nương nhờ vào Thư viện Quan Huyên. Đạt đến nền vũ trụ văn minh cấp 5. Bắp đùi lớn này ai không ôm thì người đó là kẻ ngốc. Đúng lúc này, Thiên Xích đột nhiên đi đến, ông ta mỉm cười, cậu Diệp. Không biết vũ trụ Quan Huyên có thiếu người phục vụ không? Nếu cậu Diệp không chê, ta đồng ý làm chức quan không thực quyền ở vũ trụ Quan Huyên, bình thường sẽ không nhúng tay vào chuyện gì, nhưng nếu có chuyện ta sẽ là người đi đầu. Phía sau Thiên Xích, đám người binh chủ cũng liên tục gật đầu. Sau trận chiến này, tình cảm của mọi người càng thêm sâu đậm, nhưng bọn họ hiểu rất rõ, nếu muốn sâu đậm thêm nữa thì phải bị cột lại với nhau. Gia nhập vào Thư viện Quan Huyền. Như vậy, họ không chỉ có mối quan hệ ân tình, mà sẽ trở thành người một nhà. No một lúc với no cả đời, bọn họ hiểu rất rõ. Nghe Thiên Xích nói vậy,
Diệp Quân cười nói, cậu còn không được. Những người trước mặt đều là cường giả cảnh giới khai đạo, hơn nữa còn không phải là cường giả cảnh giới khai đạo bình thường. Nếu bọn họ đồng ý gia nhập Thư viện Quan Huyên thì trước mắt xem ra sẽ có trợ giúp rất lớn với Thư viện Quan Huyên. Lúc này, Lệ Hàn đi tới trước mặt Diệp Quân, gã cười nói, Diệp công tử, lệ tộc của ta cũng muốn gia nhập vào Thư viện Quan Huyên. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Tộc Hoành Sơn của ta cũng muốn gia nhập. Lúc này, Hoành Sơn Ảnh cũng vội vã bước đến. Hai người bọn họ suy nghĩ rất đơn giản, chỉ dựa vào gia tộc của bản thân, vốn dĩ đừng nghĩ đến chuyện đạt tới nền vũ trụ văn minh cấp 5. Hơn nữa, những năm gần đây bởi vì bọn họ né tránh nền văn minh thiên hành nên không ngừng di chuyển, thật sự là khổ không nói nổi. Nếu như gia nhập Thư viện Quan Huyên, không những có thể phát triển dựa vào Thư viện Quan Huyên, mà còn không cần phải lo sợ nền văn minh thiên hành nữa. Dù sao thì nền văn minh thiên hành cũng cùng một phe với cậu Diệp. Diệp Quân nhìn Hoành Sơn Ảnh và Lệ Hàn, các người chắc chắn chứ? Lệ Hàn gật đầu. Hoành Sơn Ảnh cũng gật đầu, ta đã liên lạc với tộc trưởng của bọn ta rồi, bọn họ vô cùng đồng ý. Lúc đầu tộc Hoành Sơn vô cùng tức giận, họ muốn trục xuất cô ta khỏi tộc Hoành Sơn, đùa à? Chín tộc chiêu võ mà lại phải nương nhờ vào người khác sao? Quả thật là đại nghịch bất đạo. Nhưng lúc biết được chiêu võ đạo đế và tam điện chủ đã bị đánh bại bởi một nhát kiếm, thái độ của tộc Hoành Sơn bỗng nhiên thay đổi 180 độ. Hiện giờ, Hoàng Sơn Ảnh đã là thế tử của tộc Hoành Sơn. Đúng lúc này, một cô gái từ xa đi tới, người đến chính là người vẫn luôn đứng trong bóng tối Tức Mạc Lan. Tức Mạc Lan hành lễ với Diệp Quân, Diệp công tử, tộc Tức Mạc của ta cũng muốn gia nhập Thư viện Quan Huyên. Sau khi nói xong, Tức Mạc Lan lập tức nắm chặt góc áo, bộ dạng vừa hồi hộp vừa lo lắng không yên, thật sự ai nhìn cũng cảm thấy thương xót, dù cho là người có dòng dạ sắt đá đến mấy thì vào lúc này cũng khó lòng mà từ chối được. Cô ta đương nhiên biết rằng lúc này yêu cầu gia nhập Thư viện Quan Huyên là một hành động vô cùng mất mặt, nhưng cô ta không còn cách nào khác, cô ta bắt buộc phải làm như vậy. Bởi vì đây chính là một cơ hội vô cùng lớn đối với tộc Tức Mạc. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì tộc Tức Mạc gần như không còn có bất kỳ khả năng nào để vực dậy nữa, cho nên mặc dù biết hành động của mình có phần đáng xấu hổ nhưng cô ta vẫn quyết định làm như vậy. Vừa là vì gia tộc, vừa là vì bản thân. Lệ Hàn và Hoành Sơn Ảnh nhìn Tức Mạc Lan, cả hai đều không nói gì nhưng ánh mắt của họ đầy ý nghĩ sâu xa. Diệp Quân nhìn Tức Mạc Lan đáng thương đứng trước mặt mình, mỉm cười nói, Lan cô nương, cô làm như vậy làm tôi thật sự không biết phải làm sao. Tức Mạc Lan ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, nước mắt lưng tròng, Diệp công tử, tộc Tức Mạc bọn ta thật sự muốn gia nhập vào Thư viện Quan Huyên, xin Diệp công tử cho tộc Tức Mạc một cơ hội. Nói xong, cô ta hành lễ thật mạnh. Diệp Quân lắc đầu. Tức Mạc Lan cắn răng nói, Diệp công tử, có phải bởi vì trước đây ta không giúp ngươi không? Ta... Diệp Quân ngắt lời Tức Mạc Lan, Lan cô nương nghĩ nhiều rồi. Nếu tộc Tức Mạc giúp ta, Diệp Quân ta tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này sẽ đền đáp lại, còn nếu tộc Tức Mạc không giúp ta, chuyện này cũng dễ hiểu thôi, sao ta có thể vì thế mà oán trách chứ? Tức Mạc Lan mở to hai mắt, hơi nước trong mắt hiện lên, thành giọt nước, cứ như ngay lập tức sẽ tràn ra, vậy. Diệp Quân đột nhiên đi đến bên cạnh Tức Mạc Lan, hắn vỗ nhẹ vào vai Tức Mạc Lan. Sau đó nghiêm túc nói, Lan cô nương, đừng bày mưu tính kế với ta ở đây, cô còn non lắm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vẻ mặt của Tức Mạc Lan ngay lập tức cứng đờ. Hoành Sơn Ảnh nhìn Tức Mạc Lan, nếu phải dùng mỹ nhân kế thì sao còn đến lượt cô. Nói xong, cô ta khịt mũi quay người rời đi. Lệ Hàn nhìn Tức Mạc Lan, khẽ lắc đầu, Lan cô nương, điều tối kỵ nhất của người lương thiện là không thành tâm. Không ác hoàn toàn, cô bày mưu tính kế với Diệp công tử ư. Cô nghĩ thế nào vậy? Ngay từ ngày đầu tiên tiếp xúc với Diệp Quân, gã đã biết khi tiếp xúc với Diệp Quân thì không thể sử dụng mưu kế. Mưu kế của người này còn nhiều hơn cả tóc. Nếu muốn được Diệp Quân công nhận thì chỉ có chân thành. Đương nhiên, sống cùng với ai thì đều phải như vậy, bày mưu tính kế chỉ có thể lừa gạt người ta nhất thời, chứ không thể lừa gạt người ta cả đời. Tức Mạc Lan khẽ cúi đầu, sau khi im lặng một lúc lâu, cô ta cười tự giễu xoay người rời đi. Sau khi đi một lúc,
tộc trưởng và một nhóm trưởng lão của tộc Tức Mặc đi đến trước mặt cô ta. Tộc trưởng tộc Tức Mặc nhìn Tức Mặc Lan, giao nộp vật bảo hộ của tiên tổ ra đây. Tức Mặc Lan không phản kháng, đưa ra vật bảo hộ của tiên tổ. Mặt tộc trưởng tộc Tức Mặc không cảm xúc, vẫy tay. Vẻ mặt Tức Mặc Lan buồn bã, xoay người rời đi. Sau khi Tức Mặc Lan rời đi, tộc trưởng tộc Tức Mặc không thể nhịn được nữa mà gào thét, đồ thiển cận, làm hại tộc Tức Mặc. Sắc mặt của các tộc trưởng tộc Tức Mặc còn lại đều rất khó coi, đặc biệt là tộc trưởng tộc Tức Mặc, sở dĩ ông ta đưa vật bảo hộ của tiên tổ cho Tức Mặc Lan là vì Tức Mặc Lan nói muốn ủng hộ Diệp Quân, nhưng ông ta không ngờ Tức Mặc Lan lại do dự. Ông ta tức hộc máu. Đương nhiên sau khi tức giận lại hoang mang. Nền văn minh thiên hành đấy. Những người sau lưng Diệp Quân có thể dễ dàng trấn áp lửa thiên hành của nền văn minh thiên hành, vậy thực lực của mấy người kiếm tu đó phải kinh khủng đến mức nào? Hơn nữa nền văn minh thiên hành lại rất quen thuộc với Diệp Quân. Nói cách khác, nếu lần này Tức Mặc Lan lựa chọn Diệp Quân, thì tộc Tức Mặc tất nhiên có thể nhân cơ hội này để vực dậy, không chỉ có thể khôi phục lại vinh quang năm xưa mà thậm chí còn có thể tiến xa hơn nữa. Nhưng bây giờ, tất cả đã biến mất. Tộc trưởng tộc Tức Mặc cũng đang rỉ máu. Diệp Quân đi đến trước mặt quan đế, Diệp Quân vừa mới bước tới, quan đế đột nhiên quỳ gối xuống, run giọng nói, cậu Diệp, xin lỗi. Mọi người. Diệp Quân cũng hơi sửng sốt, người này đột nhiên làm như vậy khiến hắn quả thực hơi bất ngờ. Quan đế đột nhiên lấy nhẫn không gian của mình ra, sau đó chủ động đưa cho Diệp Quân, run rẩy nói, cậu Diệp, ta tới đây chỉ muốn giả ngầu. À, không phải, ta chỉ muốn tới nhìn thế giới một chút, ta thật sự không có ý xấu cậu Diệp, xin hãy cho ta một cơ hội để sửa lỗi. Ta dập đầu với ngươi. Nói xong, ông ta lại dập đầu. Tay phải Diệp Quân khẽ nâng, đỡ quan đế đứng dậy, sau đó nói, thế này nhé, ta thấy thư viện quan huyên đang thiếu người, chỉ có thể để ông chịu ấm ức đến làm việc cho thư viện của ta. 100 năm là được. Quan đế mừng như điên, thật tốt quá. Diệp Quân gật đầu, sau đó nói tạm biệt. Sau khi tạm biệt với mọi người, hắn không rời khỏi Đăng Thiên Vực ngay, mà đi vào Trọng Thiên thứ tư. Mấy người Hoàng đế Đại Chu trở về Đại Chu, đám người Thiên Xích cũng về cùng họ, bọn họ còn phải chủ động liên lạc với Vũ Trụ Quan Huyên, để thu xếp ổn thỏa việc đến làm việc ở Thư viện Quan Huyên. Trong một khoảng tinh không, Lệ Hàn và Lệ Minh tiên tổ của Lệ Tộc đang bước chậm rãi. Lệ Minh đột nhiên nói, ngươi giỏi lắm. Lệ Hàn vội vàng nói, đều là do tiên tổ có cách dạy dỗ. Lệ Minh cười ha hả, người đúng là không có tí trình độ nịnh nọt nào. Lệ Hàn mỉm cười, không nói gì. Lệ Minh đột nhiên nghiêm túc nói, người đã điều tra thư viện quan huyên chưa? Lệ Hàn gật đầu, đã điều tra rồi ạ. Gã kể lại một vài tin tức liên quan tới thư viện quan huyên mà mình đã điều tra được. Sau khi nghe Lệ Hàn nói xong, vẻ mặt Lệ Minh dần dần trở nên nghiêm trọng, thư viện quan huyên muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ. Lệ Hàn gật đầu, đúng vậy, khi con mới biết điều này cũng vô cùng kinh hãi, bởi vì vũ trụ quá lớn, mà muốn làm điều này thì thật sự rất khó khăn, phải nói rằng, chuyện này căn bản là không thể. Nhưng, nói đến đây, gã dừng lại một chút, rồi nói tiếp, bây giờ nhìn lại, dường như cũng không phải là không có khả năng. Lệ Minh cười nói, quả thật. Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, nếu không có gì bất ngờ, trong tương lai vận mệnh của vũ trụ sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất, cho nên ngươi làm rất tốt, bây giờ đưa Lệ tộc gia nhập thư viện này thì có thể có được một vài cơ duyên. Lệ Hàn gật đầu, tiên tổ hiểu được là tốt rồi. Trong mắt Lệ Minh đột nhiên lóe lên vẻ rối rắm, tiên tổ ta đã từng là một người kiêu ngạo, tự cho mình là nóc nhà của vũ trụ. Mãi tới sau này khi gặp phải nền văn minh thiên hành thì ta mới biết thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Mà vừa nãy, sau khi thấy người đàn ông áo trắng và người phụ nữ váy trắng ra tay thì ta mới thật sự hiểu, hóa ra trong mắt một vài người, nóc nhà của một vũ trụ chẳng khác gì những con kiến hôi. Lệ Hàn im lặng. Lệ Minh nhìn Lệ Hàn, lần này Lệ tộc chúng ta qua lại thân thiết với thư viện quan huyên là một cơ hội vô cùng lớn, nhưng ngươi nhất định phải nhớ. Nhất định phải quản lý tốt mọi người trong tộc, đừng để bọn họ gây rắc rối, làm lãng phí mất cơ hội lớn này. Ngoài ra, phải toàn lực phối hợp với Thư viện Quan Huyên để thiết lập trật tự,
nếu có nơi nào cần xông pha chiến đấu thì lệ tộc phải là người đầu tiên đứng lên, tóm lại, chúng ta phải giữ phần tình cảm này trở nên vững chắc hơn. Lệ Hàn gật đầu, còn đã bảo mọi người chép lại quan huyên pháp, sau này quan huyên pháp sẽ dần dần thay thế tộc pháp của lệ tộc. Ha ha! Lệ Minh đột nhiên cười phá lên. Có con cháu đời sau như thế này thì lo gì sau này gia tộc không hưng thịnh chứ? Lệ Minh vỗ nhẹ bả vai Lệ Hàn, nhẹ giọng nói, gia tộc giao cho ngươi. Vừa nói, cơ thể ông ta bắt đầu biến mất. Lệ Hàn hành lễ, tiên tổ đi thong thả. Lệ Minh nhìn tinh hà vũ trụ rực rỡ một lần cuối cùng, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, ngay sau đó hoàn toàn biến mất. Đại Chu. Ở cửa đại điện trong hoàng cung, Chu Phạn mặc một bộ đồ màu vàng nhạt, dung mạo tuyệt thế. Khi biết chiêu võ đạo đế bao vây Diệp Quân, cô ta chỉ muốn chạy đến Đăng Thiên Vực cùng kề vai tác chiến với Diệp Quân, nhưng cô ta biết rõ bây giờ thực lực của mình không giúp được gì, chỉ thêm phiền phức. Chờ đợi. Việc cô ta có thể làm là ở đây chờ tin. Chắc chắn vô cùng bức bối khó chịu. Một ngày như một năm. Đúng lúc này, Hoàng đế Đại Chu xuất hiện trước mặt cô ta, nhìn thấy Hoàng đế Đại Chu, vẻ mặt Chu Phạn tươi cười. Cô ta biết, thắng rồi. Chu Phạn vội hỏi, hắn đâu? Hoàng đế Đại Chu bất mãn, hắn cái gì mà hắn, con không thấy cha con đang bị thương hả? Chu Phạn. Hoàng đế Đại Chu hơi bất đắc dĩ, đúng là con gái lớn không thể giữ trong nhà. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng sốt ruột của Chu Phạn, trong lòng Hoàng đế Đại Chu mềm nhũn, sau đó ôn hòa nói, hắn còn chút việc phải xử lý, sau khi xong việc sẽ trở về, không phải lo lắng. Chu Phạn khẽ gật đầu, vâng. Hoàng đế Đại Chu lại nói, có một số việc, ta phải nói với con, để cho con biết rõ ngọn ngành. Nói xong. Ông ta kể hết chuyện xảy ra ở Đăng Thiên Vực. Khi nghe tin chiêu võ đạo đế người đã đạt tới cảnh giới diệt đạo và tam điện chủ ác đạo bị giết trong nháy mắt, sắc mặt Chu Phạn lập tức trở nên nghiêm trọng chưa từng có. Trong mắt Hoàng đế Đại Chu lóe lên vẻ phức tạp, thật ra cú đả kích lần này đối với ông ta rất lớn, vốn tưởng rằng cảnh giới khai đạo là đỉnh cao của vũ trụ. Nhưng không ngờ, trước mặt nữ kiếm tiên váy trắng, cường giả cảnh giới khai đạo, ngay cả con kiến cũng không bằng. Quá đả kích. Đừng nói là cảnh giới khai đạo, ngay cả cảnh giới diệt đạo cũng như con kiến. Khủng khiếp. Đạo tâm sụp đổ. Đương nhiên, cũng không phải là không tốt, đây là lần đầu bọn họ thấy được một đỉnh cao mới, bọn họ lại có hy vọng mới, không dám nói có thể đuổi kịp vị nữ kiếm tiên váy trắng kia, nhưng ít ra họ đã biết một phương hướng, có thể chậm rãi đi về phía trước, về phần có thể đi bao xa thì phải xem vận may của chính mình. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng thả lỏng phần nào. Người từng thấy thế giới rộng lớn, thật ra vô cùng khiêm tốn, bởi vì bọn họ biết trên thế giới này còn tồn tại người tài giỏi hơn cả bọn họ. Ngược lại, chỉ có những người chưa từng thấy thế giới bên ngoài, khi có chút thành tựu thì đã bay lên trời, không coi ai ra gì. Hoàng đế Đại Chu ngừng suy nghĩ, sau đó nói, chúng ta phải nhanh chóng hợp tác với Thư viện Quan Huyên, để Đại Chu gia nhập vào Thư viện Quan Huyên. Bây giờ chúng ta vẫn có một chút ưu thế, dù sao so với các thế lực bên trong Thư viện Quan Huyên mà nói thì thực lực của Đại Chu chúng ta vẫn mạnh hơn nhiều, vì vậy, giờ chúng ta có thể giúp đỡ Thư viện ở nhiều khía cạnh, Thư viện cũng nhất định sẽ xem trọng Đại Chu chúng ta, nhưng còn sau này thì chưa thể nói trước được. Chu Phạn khẽ gật đầu, con hiểu, con đã truyền bá Quan Huyên Pháp tới toàn bộ Đại Chu, dần dần, Quan Huyên Pháp sẽ hoàn toàn thay thế cho luật pháp của Hoàng tộc Đại Chu chúng ta. Đương nhiên, có một vài người phản kháng. Trong mắt Hoàng đế Đại Chu lóe lên tia sắc bén, trước tiên khuyên nhủ, khuyên không nghe thì xử chém luôn, không thể vì vài cá nhân có tầm nhìn hạn hẹp mà ảnh hưởng đến đại cục. Chu Phạn khẽ gật đầu, con hiểu rồi ạ. Hai nền văn minh vũ trụ dung hợp, nhất định sẽ có nhiều vấn đề, ở thời điểm này, tối kỵ nhất chính là không quả quyết, vì vậy trong thời gian này, cô ta đã trấn áp không ít người. Đương nhiên, nếu thật sự không muốn hợp tác với Thư viện Quan Huyên thì có thể rời khỏi Đại Chu, một mình tách ra, Đại Chu cũng không ngăn cản. Hoàng đế Đại Chu lại nói, còn có một chuyện, tiểu quân trưởng thành rất nhanh. Chu Phạn im lặng không nói. Hoàng đế Đại Chu thầm thở dài. Với tốc độ tu luyện của Diệp Quân, cứ tiếp tục như vậy, chênh lệch giữa hắn và Chu Phạn sẽ càng ngày càng lớn. Chu Phạn đột nhiên cười nói, là chuyện tốt.
Hoàng đế Đại Chu nhìn Chu Phạn, Chu Phạn nhẹ giọng nói, Phụ Hoàng, chẳng bao lâu nữa toàn bộ thế cục vũ trụ này sẽ xảy ra thay đổi long trời lở đất, chưa bao giờ có người có thể thống nhất toàn bộ vũ trụ với các nền văn minh vũ trụ. Nói đến đây, trong mắt cô ta lóe lên vẻ hào hứng, nhưng con tin tưởng, hắn nhất định sẽ làm được, chúng ta sẽ thấy được ngày đó, còn về chuyện con và hắn. Chỉ cần người đàn ông của mình đủ mạnh, đủ ưu tú, đến lúc đó dù con có trở thành bình hoa thì có sao đâu. Dĩ nhiên, con cũng sẽ cố gắng, tranh thủ làm thêm ít chuyện vì hắn. Hoàng đế Đại Chu gật đầu, từ giờ trở đi, con chính là nữ hoàng của Đại Chu. Ông ta chính thức thoái vị. Chấm chấm chấm. Địa ngục A Tỳ. Trong một đại điện, một thị nữ bước, cô ta vươn vai sau đó mỉm cười, cuối cùng cũng có thể tu luyện rồi. Nhưng đúng vào lúc này, cô ta đột nhiên quay đầu nhìn, một người đàn ông đứng phía xa đang nhìn cô ta chằm chằm. Thị nữ hơi tò mò hỏi, người mới đến hả? Người đàn ông khẽ gật đầu, ừ. Thị nữ cười nói, xin chào, ta là thị nữ của Chuyển Luân Vương, tên ta là A Thù, còn ngươi tên gì? Người đàn ông nhỏ giọng nói, Tiểu Ung. Thị nữ đi đến trước mặt người đàn ông, cười nói, không cần căng thẳng, Chuyển Luân Vương rất dễ tính. Người đàn ông khẽ gật đầu, ừ. A Thù vỗ nhẹ vào vai người đàn ông, cười nói, ta đã nói rồi đấy, đừng căng thẳng. Người đàn ông cúi đầu nhẹ giọng nói, không căng thẳng. A Thù cười nói, vậy sao ngươi luôn cúi đầu vậy? Ta xấu vậy sao? Người đàn ông vội vàng lắc đầu. A Thù che miệng cười nói, ngươi thật thú vị, sau này ngươi đi theo ta lăn lộn nhé. Người đàn ông gật đầu, được. A Thù nói tiếp, ngươi biết tu luyện không? Người đàn ông lắc đầu. A Thù nghiêm túc nói, vậy không được rồi, nếu không tu luyện thì sau này sẽ phải chịu thiệt thòi, nơi này có rất nhiều tiểu quỷ thích bắt nạt người mới. Người đàn ông nói, ngươi biết tu luyện sao? A Thù cười nói, đương nhiên rồi, trước đó ta có học trộm được một ít công pháp, bây giờ ta có thể đi trên không nữa đấy. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía A Thù, ta có thể tu luyện cùng ngươi không? A Thù suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng không phải là không được. Cô ta vừa nhìn người đàn ông, cười nói, thế này đi, sau này ngươi gọi ta là sư tỷ, ta che chở cho ngươi. Người đàn ông nghe vậy thì lập tức cúi đầu xuống, tầm mắt đột nhiên mơ hồ. A Thù nói, được không? Người đàn ông gật đầu thật mạnh. A Thù nhoẻn miệng cười, kéo cười đàn ông đi về phía trước, vừa đi vừa nói, Tiểu Ung, sau này ngươi phải cố gắng tu luyện cùng với ta, trên thế giới này, có rất nhiều con quỷ xấu xa, nếu như không có sức mạnh, ngươi sẽ bị bắt nạt, cho nên nhất định phải trở nên xuất sắc. Trở nên xuất sắc. Cơ thể người đàn ông khẽ run lên, khí tức trên người đột nhiên biến hóa một cách kịch liệt. Đâu đó lén lút trong bóng tối sâu thẳm, một giọng nói mang theo sự sợ hãi vang lên, khí tức diệt, đạo, sao có thể? Ở cửa đại điện, cô gái kéo người đàn ông ở phía xa đi tới, rất nhanh sau đó hai người biến mất trong bóng đêm. Trong bóng tối, một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên, A Tỷ, ta đã trở nên xuất sắc rồi. Âm thanh rất nhỏ, chỉ có gió mới có thể nghe được. Đăng Thiên Vực. Vừa được Nhất Niệm đưa vào tiểu tháp xong, hai mắt Tịnh An đã trợn tròn, đù má. Tiểu tháp. Chết chân trong sững sờ. Đó là cảm giác của Tịnh An đang mở to mắt. Thời gian chảy ngược. 10 năm trong tháp chỉ bằng một ngày ở ngoài. Siêu. Nhất Niệm vừa liếm kẹo vừa đắc ý nói, thấy cô của ta lợi hại chưa? Tịnh An gật đầu lia lịa, cô lợi hại lắm. Nhất Niệm chỉnh lại, là cô của ta. Tịnh An bất mãn, sao ngươi lại nói thế? Chúng ta kết quả từ cùng một cây. Trên lý thuyết lẫn đạo lý mà nói thì cô của ngươi cũng chính là của ta còn gì. Sao tự dưng bày trò cướp cô của ta? Nhất Niệm cạn lời. Tịnh An nhìn thấy cây kẹo, tò mò hỏi, đây là gì? Nhất Niệm, kẹo hồ lô. Tịnh An mở to mắt, có ngon không? Nhất Niệm gật đầu, siêu ngon. Tịnh An, cho ta thử miếng với. Nhất Niệm đưa một que kẹo sang, Tịnh An bóc lớp màng bọc ra. Vươn lưỡi liếm một cái. Đôi mắt cô ta trợn tròn rồi lại liếm liếm. Vị kẹo vừa chua vừa ngọt. Nhất Niệm hỏi, ngon không? Tịnh An gật gù, ngon.
Nhất niệm, 10 tinh thể vĩnh hằng. Tiểu tháp. Tịnh An cầm ra bằng ấy viên đưa sang, nhưng nhất niệm lại nói, que kẹo này ta tặng ngươi miễn phí. Tịnh An vừa liếm kẹo vừa hấm hứ, không cần, ta có tiền. Nói rồi dúi 10 viên tinh thể vĩnh hằng vào tay nhất niệm. Nhất niệm đương nhiên không từ chối, vì Tịnh An có tiền là thật. Hồi còn ở Văn Minh Thiên Hành, cô ta này thích nhất là làm kinh doanh nên tiền nhiều như nước. Tịnh An lại hỏi, ngươi có nhiều kẹo hồ lô không? Có thì chúng ta mang về bán. Nhất niệm, cực nhiều. Hai người nhìn nhau cười khà khà. Sau đó nhất niệm kéo Tịnh An đi tới một khu vực nó, bắt đầu tái thiết thiên khải. Tịnh An thấy nhất niệm điều khiển thiên khải thành các loại hình dạng thì há hốc mồm. Nhất niệm vươn tay gọi lửa thiên hành xuất hiện, nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, thiên khải trước mặt cô ta hóa thành vô số mảnh vụn, lửa thiên hành cũng tăng lên theo cấp số nhân. Thành mấy chục ngàn. Tịnh An hóa đá tại chỗ. Nhất niệm vênh váo, thấy ta giỏi chưa? Tịnh An gật đầu như dã tỏi. Nhất niệm lại vung tay, để thiên khải khôi phục lại bình thường. Tịnh An nghiêm túc nói, giờ ta đánh không lại ngươi nữa rồi. Nhất niệm đắc ý, đó là tất nhiên. Tịnh An ỉu xìu thở dài. Nhất niệm liếm kẹo, muốn học đạo thời gian ở đây không? Tịnh An ngạc nhiên, được sao? Nhất niệm gật đầu, được. Tịnh An phấn khích thơm nhất niệm một cái, cảm ơn nha. Nhất niệm đưa tay lau nước bọt, nhưng ngươi phải giúp ta một việc. Tịnh An hào phóng khoát tay, 10 việc cũng được. Nhất niệm, ta muốn dẫn hắn đi đến Văn Minh Thiên Hành. Tịnh An cứng người, chần chừ nói, hắn không sinh ra từ quả, không đến được nơi của chúng ta. Nhất niệm, thì lẻn vào. Tịnh An lo lắng, lỡ bị phát hiện thì sao? Nhất niệm trấn an, yên tâm, có tháp ra giấu khí tức rồi, sẽ không ai phát hiện hắn không sinh ra từ quả. Tịnh An tò mò, tháp ra là cái gì cơ? Tiểu tháp. Nhất niệm đáp, tháp ra là một tòa tháp chuyên chứa người. Tiểu tháp. Tịnh An ngẫm nghĩ một hồi, nhưng nếu bị phát hiện thì nguy to, bọn họ sẽ thanh lọc hắn mất. Nhất niệm nói, lỡ mà đánh nhau thì bọn ta gọi cô là được. Tiểu tháp. Tịnh An lại nói, nhất niệm à, người của Văn Minh Thiên Hành không thể giúp người ngoài đánh người mình được. Phản bội là bị thiêu hủy đấy. Nhất niệm liếm kẹo, nhưng cô không phải người ngoài, là người mình mà. Người mình đánh nhau cùng lắm là nội loạn chứ đâu phản bội gì. Tịnh An trầm tư một hồi, người nói cũng có lý, nhưng... Nhất niệm đặt một que kẹo nữa vào tay Tịnh An. Tịnh An liếc xuống, người làm khó ta quá đó. Ngươi cũng biết vi phạm thần pháp sẽ. Nhất niệm đưa que kẹo thứ ba sang. Tịnh An nói ngay, cứ để ta lo. Tiểu tháp, bên kia. Diệp Quân ngồi xếp bằng kiểm tra tài sản. Hiện hắn đang có 29 vạn tổ mạch, 18.000 tinh thể vĩnh hằng, vài món thần vật thì không có tác dụng mấy nên đều gửi về cho vũ trụ quan huyên. Lại lấy 90.000 tổ mạch, 8.000 tinh thể vĩnh hằng gửi cho Nạp Lan Ca. Bây giờ còn lại 200.000 tổ mạch, mười mấy nghìn tinh thể vĩnh hằng. Điều đầu tiên làm là tiếp tục trồng cây. Trước tiên trồng 8 cây đạo linh, mất gần 20.000 tổ mạch, sau này còn cần nhiều tổ mạch nữa để bảo vệ, nhưng đều đáng giá. Bởi quả đạo linh là thứ hấp dẫn nhất với cường giả cảnh giới khai đạo ngoài tinh thể vĩnh hằng. Có 3 thứ trên, hắn có thể đào tạo nhiều cường giả hơn. Thư viện Quan Huyên đang ở thời kỳ phát triển nhanh, không những mời chào cường giả bên ngoài mà còn phải tự bồi dưỡng. Cái nào cũng cần tiền. Rất nhiều tiền. Diệp Quân nghĩ đến mẹ mình, nhớ Tần Quan đã đi đến Văn Minh Quy Giả, không biết bây giờ ra sao rồi. Văn Minh Quy Giả. Hắn quyết định sau khi rời khỏi đây phải cho người đi điều tra xem có được hay không. Bỗng Lý Toại Phong, Nhạo Uyên và Thiên Khải xuất hiện. Diệp Quân vội đứng dậy, ba vị tiền bối. Lý Toại Phong cười nói, ta đến để từ biệt. Diệp Quân, tiền bối phải đi sao? Lý Toại Phong gật đầu, ta ở đây nhiều năm, cảm giác bị ngăn cách với đời. Bây giờ ta muốn đi tìm cố nhân năm xưa, ta từng hứa sẽ theo cậu 100 năm, sau khi tìm được họ sẽ về vũ trụ Quan Huyên gặp cậu. Diệp Quân nghĩ một hồi, đưa cho ông ta ba quả đạo linh.
Lý Toại Phong vội từ chối, ta đã có rất nhiều, sao có thể đòi hỏi thêm. Hắn chỉ cười, đây là tấm lòng của ta, tiền bối nhận đi. Lý Toại Phong chần chừ, vậy thì cảm ơn. Rồi cất quả đạo linh vào. Rồi ôm quyền nói, Diệp thiếu, sau này gặp lại. Rồi ngự kiếm biến mất. Đến lượt Nhạo Uyên nói, ta sẽ đến vũ trụ quan huyên. Diệp Quân ngạc nhiên, vũ trụ quan huyên. Nhạo Uyên gật đầu, ta muốn đến đó mở một viện truyền đạo. Dù sao ta chỉ thích dạy học mà thôi. Diệp Quân cười, cầu còn không được. Thấy hắn lại lấy ra ba quả đạo linh, Nhạo Uyên lắc đầu cười, Diệp thiếu không cần phải vậy. Chúng ta đã nhận ân huệ từ cậu rất nhiều, sao có thể vô liêm sỉ mà. Diệp Quân chỉ nói, tiền bối đừng nghĩ thế, ta cũng có tư tâm trong lòng. Ông đến thư viện quan huyên giáo dục ra ai thì sau này người đó là của thư viện, là kiếm của ta. Quả đạo linh này chỉ là vật ngoài thân, xem như bổng lộc ta gửi tiền bối vậy. Nhạo Uyên nghe vậy thì do dự, sau đó nói, vậy thì cảm ơn. Rồi cất quả đạo linh vào. Ông ta không khỏi cảm động, vốn giữa ông ta và Diệp Quân chỉ là quan hệ đổi trác, nhưng trong thời gian vừa qua, ông ta cảm thấy đối phương là người tốt, tuy là con ông cháu cha nhưng luôn khiêm tốn không màu mè, đúng là hiếm gặp. Sở dĩ lựa chọn thư viện quan huyên, ngoại trừ nguyên nhân trên ra còn là vì mục tiêu của thư viện là thống nhất vũ trụ. Ông ta của trước kia sẽ cho rằng đây là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng sau trận chiến ở Đăng Thiên Vực, ông ta thay đổi suy nghĩ. Lưu danh muôn thuở là ước mơ của kẻ trí. Nhạo Uyên đi rồi, đến Thiên Khải nói, ta bị nhốt lâu lắm rồi, muốn đi đây đó làm mầu. À không, khuây khỏa một phen, xem vũ trụ còn cảnh gì đẹp. Diệp Quân cười, được. Cũng đưa ba quả đạo linh sang. Thiên Khải không từ chối mà cất vào, ta đi dạo xong rồi sẽ trở về thư viện quan huyên. Ta đã hứa với cậu 100 năm thì sẽ làm theo. Diệp Quân gật đầu, được. Thiên Khải chắp tay, sau này gặp lại. Rồi biến mất. Sau đó, Diệp Quân đi tìm Nhất Niệm và Tịnh An, thấy cả hai đang nghiên cứu Thiên Khải. Nhất Niệm thấy hắn đến thì dừng tay, chạy tới nói, nướng dê đi. Diệp Quân cười, được. Tịnh An hỏi ngay, dê làm gì cơ? Diệp Quân. Một chốc sau, một con dê nướng xuất hiện, Diệp Quân xé đùi dê đưa sang, Nhất Niệm lập tức lao vào chiến đấu. Hắn xé một bên đùi khác đưa cho Tịnh An, cô ta thoáng tần ngần rồi nhận lấy cắn một miếng, sau đó hai mắt mở to, ngon quá. Diệp Quân bật cười, thầm nhủ cô ta này cũng là dân phàm ăn. Lần đầu tiên ăn món này như mở ra một thế giới mới với Tịnh An. Thì ra dê lại ngon đến vậy. Sau này phải nhớ giữ nó lại khi hủy diệt vũ trụ. Dê. Chẳng mấy chốc, ba người đã ăn hết cả con dê, nói đúng hơn là hai người, vì Nhất Niệm và Tịnh An thật sự ăn quá nhanh. Cả con dê đều bị hai người ăn hết. Hơn nữa hai người còn thấy chưa đã thèm. Vì thấy dưới ánh mắt chờ mong của hai người, Diệp Quân lại lấy một con dê ra bắt đầu nướng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.